ta làm giờ hành chính ở tu tiên giới tập 63, là ngươi huyết hải chân quân. Nghe ôn kiếm hết tên mình nữ nhân nở nụ cười mỉm nói, thật sự rất vinh dự cho ta, ôn kiếm tông chủ vậy mà còn nhớ đến tên ta. Tông chủ ma vân tông hạn bá, huyền âm tông chủ lệ vô nhai. Nhìn thấy ba người xuất hiện ôn kiếm hừ lạnh nói, để đối phó với thanh vân kiếm tông ta, ma tông đại phái ba đại tông chủ, thật sự đã quá nể mặt kiếm tông ta rồi, thật sự vất vả cho ba vị. Nhưng các ngươi muốn đánh bại thanh vân kiếm tông ta, thì các ngươi đã đề cao bản thân mình quá vừa nói ôn kiếm vừa tức giận tung quyền về phía ba vị tông chủ của ma tông nhìn thấy một quyền kinh khí khủng bố đánh đến đám người huyết mai không hề sợ hãi chỉ thấy huyết mai nở một nụ cười sau đó nói một chữ phá ma khí lập tức bọc phát trong chớp mắt một quyền kinh khí của ôn kiếm bị đánh tan huyết mai cười nói ôn kiếm ơi ôn kiếm không ngờ ngươi vẫn nóng nãi như xưa nói xong ả cười lớn đồng thời chỉ tay về phía ôn kiếm nói thật đáng tiếc hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này lời vừa dứt ôn kiếm lập tức cảm thấy cơ thể mình có sự biến đổi lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Mấy vị phong chủ xung quanh thấy cảnh này vô cùng sợ hãi, Ôn Kiếm cũng bất ngờ, trên miệng lẩm bẩm, có phải đây là, đây là sức mạnh của ma thần sao? Ma giới là một thế lực vô cùng tà ác. Nhiều năm trước ma tông đã từng sử dụng sức mạnh của ma thần để xâm lược thượng nguyên giới, sau khi chiến tranh kết thúc, sức mạnh của ma thần cũng biến mất. Thấy mọi người lo lắng, Ôn Kiếm nói, đây là sức mạnh của ma thần, nghe Thế Lam Đồng vội vã nói, sức mạnh của ma thần đã biến mất từ lâu, huyết hải chân quân làm sao có được sức mạnh này? xông lên đoạt lấy sơn hà đồ cho ta huyết mai ra lệnh lập tức những tà tu phía sau liền xông về phía trước mấy vị phong chủ của thanh vân kiếm tông nghe thế cũng hét lên việc này các ngươi nghỉ cũng đừng nghỉ tới bảo vệ sơn hà đồ bảo vệ tông chủ nhưng sau khi hai bên va chạm đám người của thanh vân kiếm tông lập tức bị đánh bại sau đó văn về mặt đất trong chớp mắt này đám người của ma tông đã lấy được sơn hà đồ mọi người sợ hãi nói làm sao có thể đám người này cũng sở hữu sức mạnh của ma thần sao sau khi bị đoạt mất sơn hà đồ kết nối của ôn kiếm với sơn hà đồ đã hoàn toàn bị cắt đứt huyết mai chân quân lạnh lùng nói tất cả chúng ta đã được sự ban phước bởi sức mạnh của ma thần nên các ngươi đường chống cự vô ích trong vòng hai canh giờ các ngươi đều sẽ bị tinh luyện thành những quả cầu máu bởi đại trận của chúng ta tất cả các ngươi sẽ bị luyện thành huyết phách trầu hãy ngoan ngoãn góp một phần sức mạnh cho chủ nhân bọn ta đi khi này gia thiên tị linh đại trận ma khí không ngừng phun trào xâm nhập tấn công các đệ tử của thanh vân kiếm tông các đệ tử vô cùng đau đớn té ngã trên mặt đất sợ hãi kêu lên chúng ta sẽ chết ở đây sao làm sao bây giờ ai có thể cứu được chúng ta đây huyết mai chân nhân lạnh lùng nói yên tâm đi thanh vân kiếm tông các ngươi một người cũng không thể thoát được ta sẽ giúp các ngươi đoàn tụ trên đường xuống hoàng tuyền nói xong ả à quay sang hai tên thuộc hạ ra lệnh thẩm nguyên mã phong mau tiến vào sơn hà đồ giết hết những thiên kiêu của thanh vân kiếm tông hai tên này cũng nhanh chóng đi vào bên trong sơn hà đồ khi này bên trong sơn hà đồ giang đô vẫn đang tấn công hoa thanh vân nhưng hoa thanh vân vẫn như cũ dễ dàng né tránh thanh vân thờ ơ nói đừng đánh nữa ngươi không thắc mắc tại sao vừa rồi sơn hà đồ xảy ra chấn động sao giang đô tức giận nói có lẽ chỉ là các vị sư huynh khác đang đánh nhau ngươi đừng hòng lừa ta nữa nói xong giang đô lại tiếp tục tung chiêu về phía hoa thanh vân thấy cảnh này thanh vân thầm nghỉ chuyện đã đến nước này mình chỉ có thể giúp hắn dừng tay mà thôi thanh vân chuẩn bị xuất chiêu thì dừng lại sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười tốt quá không cần ta ra tay nữa khi này đường kiếm màu vàng của giang đô đang lao đến thì bị một luồng kiếm ý màu xanh từ xa lao đến đánh tan giang đô khó hiểu nhìn về phương xa thì từ hướng đó lập tức có mấy đạo kiếm ý lao đến nhưng giang đô cũng dễ dàng hóa giải giang đô tức giận nói vương lâm tên tiểu tử nhà ngươi đến đây làm gì khi này vương lâm xuất hiện nói ta không có ý gì ta đến đây chỉ muốn làm cho hai vị sư huynh dừng tay mà thôi vương lâm tiếp tục nói chấn động vừa rồi chắc mọi người cũng cảm nhận được đúng không phong chi đại đạo mà ta tu hành có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đã biến hóa vào thời điểm xuất hiện chấn động ta cảm nhận được hai khí tức của đường tử phủ cảnh tiến vào đào hoa nguyên ta nghi ngờ vương lâm chưa nói hết thì thanh vân đã nói tông môn chúng ta bị tập kích những người đang trà trộn vào tông môn đã ra tay rồi gian đô nghi ngờ hỏi sao có thể chứ thanh vân kiếm tông chúng ta ai dám mạo phạm hơn nữa tông chủ đã là đăng sơn lục cảnh vương lâm lấy ra một miếng ngọc nói khí tức của tông chủ trên ngọc bội truyền tin đã biến mất rồi kết nối giữa chúng ta và thế giới bên ngoài đã hoàn toàn đứt đoạn các ngươi không tin có thể đi kiểm chứng ngọc phù truyền tin có thể khiến người sở hữu trong lúc gặp nguy hiểm có thể lập tức thoát khỏi trò chơi và rời khỏi đào hoa nguyên nghe lời này giang đôi nghiêm nghị nói thì ra là thế sau đó hắn bài ra bộ mặt nghi ngờ nói ta thấy tiểu tử nhà ngươi đang muốn lừa chúng ta rút lui khỏi cuộc thi thanh vân lười biến nói có gì mà lại cãi nhau vì một chút chuyện nhỏ như thế này không phải thử một chút là biết rồi sao nói xong thanh vân bóp nát ngọc truyền tin trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại kết quả thanh vân vẫn ở nguyên vị trí khi này hai người kia mới giật mình nói tông môn thật sự xảy ra chuyện rồi sao trong lúc ba người đang nói chuyện thì một luồng linh lực cực mạnh từ phía xa đánh đến nhưng rất may không làm ai bị thương ba người nhìn về đối phương hỏi ngươi là ai ba người cũng phát hiện đối phương có thực lực đường phủ cảnh cửu trọng tên này cười lạnh nói ha 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 bây giờ mới phát hiện ra sao quá muộn rồi ta là thẩm nguyên người đến đây lấy mạng của các người video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn